Bác đều rất là ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì có những cái giống cây mà ở Nhật Bản không có. Ngỡ ngàng và ngạc nhiên bởi vì hóa ra cây cảnh ở Việt Nam không giống như là trên truyền thông vẫn đưa tin về những cây thần cẩu mà bác vẫn hay được nhắc tới và được biết tới ở trong truyền thông ở trên thế giới. Và bác thực sự là rất là ngạc nhiên về những cái yếu tố đặc sắc của các cái giống cây của Việt Nam mà không có ở Nhật Bản. Cảng xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay một thân cảng có mặt tại là anh hai của ông Buồng. Xin cảm ơn quý vị đã được tìm triển lãm bonsai của hội bonsai phố cổ kỷ niệm 85 tại Phong Thủ Đô. Bởi vì là cái thời gian mà các bác di chuyển và tới với cả sự kiện lần này thì là rất là gấp và do các bác cũng có rất là nhiều cái chương trình của các sự kiện nổi tiếng ở bên Nhật, do vậy mà cái công tác chuẩn bị của ban tổ chức có những cái chuẩn bị cây cho các bác thì các bác làm chưa được như ý của các bác lắm, do vậy mà mong là từ khán giả chúng ta và trong cái phần mà các bác sẽ demo và làm cây như này thì sẽ có phần giao lưu và trả lời với giao lưu với khán giả. Không cần đâu. Sẽ có phần giao lưu và trả lời với khán giả. Vì vậy mà quý khán giả mà có nhu cầu đặt câu hỏi giao lưu với cả các bác kể cả trực tiếp hay là online thì chúng ta có thể gửi câu hỏi về ban tổ chức để ban tổ chức tập hợp và gửi câu hỏi tới các bác nghệ nhân. Xin chân thành cảm ơn.
Các câu hỏi của quý vị khán giả xin mời tập trung về chỗ bạn Quỳnh, ban tổ chức đấy. Thì bạn Quỳnh sẽ tập hợp các câu hỏi của quý vị khán giả để gửi cho các bác nghệ nhân. Như lời giới thiệu lúc nãy thì bác Hana có chia sẻ với chúng ta, thì chúng ta biết là bác là một trong những nghệ nhân mà rất là có uy tín ở Nhật Bản. Thế tuy nhiên thì muốn xin giới thiệu với cả quý khán giả là anh Ken Fujiwara và anh Take Shita Sa hai anh cũng là những nghệ nhân đã thành danh và đạt được nhiều những cái giải thưởng ở tại Nhật Bản. Cái cây mà bác Hana đang và các cộng sự của mình đang thực hiện là cây liên tục Đài Loan. Một trong những cái tiêu biểu và những cái về hình thái của cây, trong cái tạo hình của cây bonsai Nhật Bản thì như chúng ta biết rằng là bao giờ cũng vậy, người ta theo cái truyền thống của người ta luôn có cái sự khiêm tốn và khiêm nhường. Vì vậy cái cây của Nhật Bản bao giờ cũng sẽ có xu hướng thiết kế với cái hình thức là sẽ cúi khiêm nhường, cúi mình về phía trước, về phía người thưởng thức. Như chúng ta đang nhìn thấy ở trên sân khấu thì bác Hana cùng với anh Ken đang thực hiện để đi kẽm và tạo hình đối với cả cành định hướng. Như trong cái truyền thống, trong kỹ thuật mà chúng ta ở Việt Nam cũng hay thực hiện, thì chúng ta gọi thông thường chúng ta định nghĩa đó là cái cành số 1. Đấy, tuy nhiên thì ở trong cái trong cái tạo hình, trong cái thiết kế của các nghệ nhân nước ngoài thì cái cành số 1 nó không nhất thiết, cái cành định hướng nó không thiết phải là cành số 1. Đấy, và nó sẽ được chọn là cái cành có điểm cuối cùng của tàn hay của cành xa nhất tính từ thân, tính từ thân chính đi ra, do vậy nó sẽ tạo thành cành định hướng. Và như ở chúng ta đang nhìn thấy ở phía bên trên là các bác và các anh đang tạo tác cái cành định hướng và kéo cái cành định hướng nó thấp xuống. Cái cây này thì cái cây này nó có một cái điểm mạnh, đấy là cái đường thân nó khá là hấp dẫn với cả những cái đường thay đổi hướng liên tục.
Do vậy mà nó sẽ ứng với cả một cái dáng cây nó mềm mại. Đấy, thì trong cái thiết kế của bonsai Nhật Bản cũng như là phương Tây thì người ta thường phân ra làm hai cái khái niệm chủ đạo, đó là khái niệm về masculine và feminine, tức là nam tính và nữ tính. Với những cái cây mà trực thẳng đứng hoặc là những cây có gốc lớn khỏe mạnh thì nó có cái xu hướng thiên về nam tính nhiều hơn. Còn những cây có đường thân uốn mềm mại hoặc là cái đường thân nó mỏng manh thì nó sẽ có cái xu hướng là nữ tính nhiều hơn. Do vậy cách thiết kế tàn bao giờ cũng vậy, nó sẽ có cái quân theo với cả cái logic của cây. Ví dụ như cái cây này nó có chúng ta nhìn thấy đường thân nó thay đổi hướng liên tục, uốn éo khá là mềm mại. Vì vậy mà cái cây này chúng ta có thể cảm nhận được cái sự nữ tính của cây. Vì vậy mà trong cái thiết kế tạo tàn thì Bhattara cùng với cả các cộng sự của mình đang xây dựng cái cành định hướng. Đấy, như là chúng ta đang nhìn thấy anh Ken đang thao tác cái cành định hướng đó, là cái bác sẽ làm mỏng bớt tàn đi. Đấy, cái tàn nó dày quá thì nó sẽ thể hiện sự khỏe mạnh. Đấy, nó sẽ có nam tính nhiều hơn, thì cái cây này nó làm thế có cái tính nữ tính nhiều hơn. Do vậy là bác và các anh đang giảm bớt lá đi để cho nó mềm cái tàn lại, cho nó mỏng bớt cái tàn đi, và nó phù hợp với cả cái sự nữ tính của cái cây. Cái chất liệu mà các bác đang thao tác thì xin được nhắc lại một lần nữa là cái cây duyên tùng Đài Loan. Đấy, cái dòng tùng, đó là dòng juniper đấy, ở ngoài thiên nhiên thì cái cây juniper này nó thường ở sinh trưởng ở cái độ cao từ 1.500m cho đến 3.000m, tức là tương đối là cao so với mực nước biển. Ở trên cái núi cao như vậy thì cái điều kiện sống của cây thường nó rất là khó khăn về lượng nước, cho nên là chúng ta nhìn thấy cái lá nó rất là bé. Đấy, để nó thích nghi với cả cái điều kiện hạn chế về nước. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy là ở ngoài tự nhiên cây juniper này bao giờ nó sẽ có đường thân vặn xoắn rất là khác biệt do ảnh hưởng của tự nhiên như là gió ở trên cao, và cũng bởi vì là nó sinh trưởng ở trên núi cao cho nên là cái rễ của nó phải luôn lách ở trong các cái khe đá. Vì vậy mà đối với cả cái tiêu chuẩn về cái cây, về cái thẩm mỹ của cây juniper ấy, thì thông thường bao giờ cũng vậy, đối với những cây khai thác thì bao giờ người ta cũng sẽ cho dạng cái điểm về tức là ưu ái về cái điểm của bộ đế. Tuy nhiên đối với những cây được nuôi trồng từ trong cái điều kiện sân vườn, nuôi trồng từ bé lên thì người ta vẫn sẽ tính chấm điểm bộ đế giống như những các cái dòng cây khác, tức là yêu cầu là cái phải đảm bảo được cái tiêu chí về gốc cội ngọn chỉ để nó tạo ra cái sự thay đổi cái tỷ lệ và nó đánh lừa được mắt người xem về cái tầm vóc của cây. Như vậy ban tổ chức đã tiếp nhận được rất nhiều câu hỏi, và sau đây thì xin được mời bác Hara giúp cho ban tổ chức trả lời câu hỏi của khán giả. Xin mời anh Nhu ạ. Anh Nhu ạ. Nhu thật. Còn một điều nữa là trong nếu chúng ta quan sát ở những cái cây bonsai juniper của Nhật Bản và quốc tế thì thường bao giờ chúng ta sẽ nhìn thấy có hai phần rất là rõ rệt, đó là phần lỗ chét và phần mạch sống màu đỏ, đấy là cái màu đặc trưng của dòng juniper.
phải thực ra là nó vẫn theo cái dạng tự nhiên. Khi mà chúng ta được quan sát cái cây juniper có tuổi đời từ ngoài 500 tuổi cho đến 1.500 tuổi, thậm chí là 3.000 tuổi ở ngoài tự nhiên, thì chúng ta sẽ thấy là cái vỏ của nó trơn nhẵn, vỏ nó trơn nhẵn và nó có màu đỏ, đấy là cái màu thời gian của trên dưới mạch sống. Và đặc biệt là cái phần nếp út của cây, tức là phần lũa của cây rất là rõ rệt. Và cái đó là cái mà chúng ta ít nhìn thấy ở những cây được nuôi trồng từ bé ở trong vườn. Đặc biệt là ở tại Việt Nam chúng ta không có cái vùng sinh trưởng tự nhiên của dòng juniper. Do vậy mà chúng ta ít có cơ hội để tiếp cận với cả thực tế khách quan đối với cả cái dòng juniper đó. Chúng ta nhìn thấy có trường hợp mà cây juniper nó có cái phần lũa quạt quạt, thì ngay ở trên triển lãm của tôi đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có cái cây juniper Đài Loan, cái vùng Đài Loan ở đây là với những phần lũa rất là dữ dằn, uốn lượn. Tuy nhiên thì những cái cây này thì được nuôi trồng từ bé ở tại nhà vườn của Đài Loan và được người ta tạo tác trong thời gian từ 30 cho đến 40 năm. Còn cái cây juniper mà các bác đang làm ở trước mặt chúng ta thì cây juniper này nó có tuổi đời trong khoảng từ 10 cho đến 15 năm. Quý vị đang xem chuyên đề của Mò Sa Đất Cả. Thưa quý vị, là chương trình nghệ nhân rất là tuyệt vời và chương trình này sử dụng khi thành phố cái cây dương của Đài Loan này thì với các bạn dòng chân tùng ở trên thế giới nó đều bắt nguồn từ cái dòng cây thủy tổ của dân tộc juniper, đó là cái Chinese juniper Sagetti và Sagetti, đó là cái dòng thủy tổ của các loài dân tộc ở trên thế giới. Thì trên thực tế trên thế giới nó có khoảng tầm hơn 120, khoảng tầm 129 loài dân tộc được là trải dài, được phân bổ khắp ở trên thế giới. Và nó được chia ra làm hai loài chính, đó là loài phát tàn trước và phát tàn sau, và loài thứ hai là loài phát tàn trước và phát tàn sau. Ở đây chúng ta hình dung là nếu ai đã từng chơi tùng và chăm sóc tùng thì chúng ta sẽ thấy là khi mà cái cây tùng được chăm sóc khỏe mạnh thì nó sẽ phát tọt vườn dài lên, và sau đó ở tại các cái hàng khỏe mạnh thì nó sẽ phát đỏ dài lên. Thì chúng ta biết được là các cái loài cây mà đang phổ biến ở tại Việt Nam mình như là dân tùng tùng cối của Việt Nam mình, hay là tùng Itoyawa, hay là tùng Kisu của Nhật Bản cũng như dân tùng Đài Loan, thì nó cơ bản đó là các cái dòng phát tàn trước và phát đọt sau, tức là nó sẽ tung phân bổ các cái lá, nó sẽ phát rộng các cái lá ra trước, sau khi mà thực sự đủ lực rồi thì nó mới sẽ dồn vào trong một cái ngọn chính và phát ra cái đọt. Đấy, thì chúng ta phải nắm được cái đặc điểm sinh trưởng đó của cây tùng để làm gì, để chúng ta sẽ điều khiển được cái cây tùng theo các cái mục đích của chúng ta. Ví dụ như chúng ta muốn phát triển cho cái thân cành hoặc là thân của cây phát lớn, nuôi cho cây phát triển thật là nhanh, thì chúng ta sẽ ưu tiên cho nó phát đọt trước. Chúng ta sẽ ưu tiên để cho nó phát tàn và phát đọt. Và khi mà nó phát đọt ra thì chúng ta biết được rằng là nó đã tích đủ lực, cái cây nó tích đủ lực và đủ khỏe để nó phát tới ra. Và những lúc như vậy thì nó sẽ ra cái lá vẩy. Nó ra lá vẩy, đấy là lúc mà cây được ổn định khỏe mạnh thì cây sẽ ra ổn định lá vẩy. Còn khi trong những cái trường hợp mà cây tùng mà nó phát lá tim thì chúng ta hiểu là đấy là cái cây nó bị ức chế, nó bị stress và nó có sức khỏe nó không được tốt. Và cái lá kim đó về bản chất, về sinh học thì cái lá kim đó nó chính là cái lá giả,
nó chính là cái lá giả của cây đấy, và vì vậy nó sẽ không đảm bảo cho sức khỏe tốt của cây. Và nếu như trong trường hợp mà chúng ta cắt những cắt tận là cây cùng cối thì nó sẽ chết răm, nó sẽ chết chết dần chết lỏi răm, và nó tạo ra cái đó là mất đi cái thẩm mỹ của cái bộ tàng. Thì trong cái tiêu chí và chấm điểm cây của cũng như là chăm sóc cây của các nghệ nhân Nhật Bản cũng như là quốc tế, thì người ta đánh giá rất cao cái tính ổn định của cái bộ lá, tức là sao, tức là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài là lá nó phải đều nhau và nó phải đều khỏe như nhau thì nó mới đảm bảo được cái tính thẩm mỹ cho cái cây. Vâng, thì như ở trên sân khấu ấy, thì các bác đang làm cái cây duyên tùng Đài Loan. Nó có nhiều điểm khá tương đồng với cả cây tùng cối của Việt Nam ta. Thì anh em khán giả có thể đặt các cái câu hỏi liên quan đến cái dòng cây này, hoặc là có những cái câu hỏi thắc mắc về cái sinh trưởng cũng như là cách thức làm cây trên cái quan điểm của họ để chúng ta tham khảo. Nếu như ở trên đây, nhìn ở đây quan sát thì thực tế là các bác đang chọn cái mặt mà anh Ken đang đứng là mặt chính của cây. Vì vậy mà các bác đang làm các tỉa thoáng cái tàn ở phía mặt chỗ anh Ken đang đứng. À không ạ, cái mặt chính là mặt về phía anh Takeshi Shita. Câu hỏi đầu tiên của khán giả là bonsai Nhật khác bonsai quốc tế ở điểm nào hoặc là khác như thế nào? Vâng, với câu hỏi bonsai Nhật khác bonsai quốc tế ở điểm nào hay khác như thế nào, thì bác Hara có chia sẻ góc nhìn của bác là như này. Trước tiên là về cái nguyên liệu để tạo tác, thì bác cũng có nói rằng là đây là lần đầu tiên bác tới Việt Nam, thì bác có nhìn thấy một số những cái loại cây của Việt Nam mà bác chưa từng nhìn thấy bao giờ và nó rất là đẹp. Đấy. Và vì vậy mà trong cái ở đây có một cái câu hỏi là
chúng ta có nên duy trì những cái sự đa dạng trong bonsai hay không? Thì ở đây bác Hà cũng có nhấn mạnh đến nói rằng là mỗi một vùng miền, mỗi một đất nước nó có những cái đặc trưng riêng về sinh thái, về hệ sinh thái. Vì vậy mà nguyên liệu tạo tác bonsai khác nhau và chúng ta có cái sự khác biệt nhau về văn hóa, về quan điểm và tư duy tạo hình. Vì vậy mà chúng ta nên duy trì sự đa dạng trong cách thể hiện tạo tác bonsai hay nói cách khác là cách thể hiện nghệ thuật. Vâng, đấy là cái câu trả lời của Masara. Câu hỏi tiếp theo, ngài Hara có lời khuyên gì để bonsai Việt Nam được đánh giá theo tiêu chí của thế giới? Vâng, thực ra là câu hỏi đúng ra là ngài để bonsai Việt Nam được định giá theo tiêu chí của thế giới thì xin phép được đổi thành là được đánh giá theo tiêu chí của thế giới, đúng không? Vì chắc là bên đấy chúng ta không đánh đồng giữa định giá tiền với cả định giá nghệ thuật, đúng không? Thì xin phép được hỏi là ngài Hara có lời khuyên gì để bonsai Việt Nam được đánh giá theo tiêu chí của thế giới? はい。こちら、日本の盆栽基準。はい。アドバイスをします。アドバイスですか。日本からの基本としての言い方になってしまいますけど。今見せてもらった中で chúng ta để ý trên sân khấu thì cái cây dương tục Đài Loan được trồng trong một cái vỏ chu có kích thước rất là to. Thì đặc điểm của cái dương vơ này là rất ưa ẩm và mát. Vì vậy mà khi mà chúng ta trong quá trình training cây, chúng ta huấn luyện cây thì chúng ta có thể sử dụng cái trọng trồng to. Trồng to chính là giúp cho cây đảm bảo đủ ẩm và đủ mát cho cây. Thứ hai nữa là cái đặc điểm của cây dương vơ là cái bộ rễ của dương vơ nó rất là nhạy cảm. Khi mà chúng ta sử dụng các cái chất cỏ để chăm sóc dương vơ thì chúng ta hạn chế di chuyển cây qua lại. Nếu chúng ta di chuyển cây thường xuyên qua lại thì nó sẽ rất là dễ ảnh hưởng đến bộ rễ của cây và có vậy mà có thể dẫn đến những việc cây bị chết. Và trong thời gian vừa qua chúng ta có rất là nhiều anh em yêu thích juniper, yêu thích chơi tùng nhưng giải nát và không dám chơi vì những lý do liên quan đến sức khỏe của cây. Và đặt ra những câu hỏi là tại sao đột nhiên cây của tôi lại bị chết. Đấy là cái yếu tố liên quan đến cái đặc tính về rễ của cây juniper thì chúng ta nên lưu ý về cái điều này. Theo chia sẻ của bác Hara về câu hỏi ngài Hara có lời khuyên gì để bonsai Việt Nam được đánh giá theo tiêu chí của thế giới? Thì trong cái câu hỏi này thì chúng ta hiểu là bonsai thế giới người ta đều phát nguồn từ Nhật Bản và người ta chịu nhiều cái ảnh hưởng từ văn hóa của Nhật Bản. Do vậy mà trong cái tiêu chí đấy là chúng ta hiểu rằng cái bonsai của Nhật Bản ấy, là người ta tái hiện con người ở trong cái cây đó. Vì vậy mà người ta sẽ rất là quan trọng cái thân thái, cái khí thái của cái cây. Và trong đó thì cái yếu tố là cái gương mặt, cái mặt chính của cây nó sẽ thể hiện là cái phần mặt chính của con người, phía trước của con người.
Do vậy mà trong cái tạo tác thì người Nhật và cũng như là cây bonsai thế giới bao giờ người ta cũng sẽ lựa chọn mặt chính là mặt mà có đỉnh ngọn, giống như là mặt người quay về phía trước và đôi cúi, đôi cúi chào. Vì vậy mà ông Hara sau khi mà đã đi một vòng, ông có chia sẻ lại là cái góc nhìn của ông là ông có một cái nhận xét, có một cái thắc mắc là cây của chúng ta thường là quay lưng ra ngoài, có nhiều cây là quay lưng ra ngoài, tức là chúng ta ướt phần lưng ra ngoài và cái phần mặt thì quay vào phía bên trong. Thì ở cái góc nhìn của ông thì ông có nói đấy là cái sự khác biệt về ngôn ngữ thể hiện, ngôn ngữ hình thức thể hiện. Do vậy mà khi mà chúng ta muốn hòa nhập với cả thế giới, nó có một cái tương lai chung của thế giới, thì chúng ta cần phải tìm hiểu cái ngôn ngữ chung của thế giới và chúng ta có một cái sự hòa nhập trong cái đó. Về thứ hai nữa là ông có đánh giá là cái trọng trồng của chúng ta có một số những cái cây nó không được cân đối với trọng trồng, ví dụ như là cây là bị nhỏ quá so với cả trọng trồng. Và về màu sắc của trồng và đối với cây, đối với lá cây, màu sắc vỏ cây, nó chưa có được, có một số cái tác phẩm nó chưa được hợp lý. Tức là gì? Tức là về bản chất cái trọng trồng, nguyên tắc của nó là phải là tôn lên cái cây, tôn lên cái điểm mạnh của cây và tôn lên cái ý tưởng tạo tác của tác giả. Thì ở đây ông Hana còn nói là ông Hana còn chia sẻ là chúng ta chưa thể hiện tốt trong cái điều đó, mà chúng ta nên đối với những cái cây mang đi trình diễn, mang đi trưng bày, mang đi biểu diễn hoặc mang đi thi đấu thì chúng ta nên lựa chọn những cái trồng nó phù hợp hơn về hình thái, về kích thước, về size của trồng phù hợp với cả cái dáng của cái cây và cái màu sắc của trồng nó phù hợp với các cái màu sắc của vỏ cây, của lá cây hay là quả và hoa, là những cái điểm nhấn của cây thì chúng ta nên lưu ý thêm về cái điều đó. Và một cái nữa ông Hana có chia sẻ đấy là cái cây của chúng ta nên lưu ý hơn về cái việc chăm sóc, về cái độ đồng đều của lá, của lá cây trong tàng, từ tàng trên xuống tàng dưới là nó phải có cái sự đồng đều đấy, chứ không có cái vùng yếu, vùng mạnh và vùng khỏe, vùng lá to, vùng lá nhỏ đấy, thì chúng ta lưu ý thêm cái điều đó. Vâng, có một câu hỏi rất là hay. Xu thế của nghệ thuật bonsai Nhật Bản hiện nay là gì, như thế nào? Vâng, như chúng ta đang quan sát ở trên sân khấu thì cái cây đang dần được hình thành rồi và chúng ta nhìn thấy là cái cây nó tương đối là hiểu điểm. Các anh có làm thêm một số nữa cây. Xu thế của nghệ thuật bonsai Nhật Bản hiện nay như thế nào? Thank you.
手が入らんすよ。3人じゃねえよ。やれ。Ưu tiên là đối với cả các cái cây được lấy từ vườn ươm tự nuôi trồng ra và ngày càng có xu hướng là sẽ tạo tác những cái cây ngày càng kích thước nhỏ hơn, thu ngắn lá hơn và giữ cho những cái lóng và lá nó rụng rịt ngắn lại và cái kích thước của cây bonsai sẽ ngày càng nhỏ hơn. Đấy, tức là đòi hỏi về cái kỹ thuật đối với cây thì nó sẽ phải cao hơn. Ông ơi, phải. Có một cái câu hỏi như thế này thì nó rất là hợp với cả Bác Hana. Vì Bác Hana là thành viên của hội đồng chấm thi của Công Phu Phu, là một trong những cái triển lãm có uy tín hàng đầu trên thế giới. Chúng ta biết là nếu như ở trong cái điện ảnh thì cái giải thưởng Oscar và cái giải thưởng mà uy tín và gọi là giải thưởng hàng đầu hàng lâm ở trên thế giới về lĩnh vực điện ảnh thì đối với trong lĩnh vực bonsai thì cái giải thưởng thủ tướng của cái triển lãm Công Phu nó tương đương về tính hàng lâm cũng như là về yếu tố nghệ thuật trong cái lĩnh vực của bonsai. Thì ở đây có một câu hỏi là khi bonsai vượt qua Nhật Bản để đến với các quốc gia trên thế giới thì tiêu chuẩn và tiêu chí chấm điểm có nên phụ thuộc vào văn hóa địa phương và các cái tiêu chí đó có thay đổi như thế nào hay không? Thì chúng ta được biết là trước đây thì cái Hiệp hội Bonsai Nhật Bản được thành lập từ năm 1945, tháng 2, 10 tháng 2 năm 1945. Và ban đầu thì có khoảng tầm 20.000 thành viên và về sau chỉ bắt đầu thì chỉ giới hạn ở trong Nhật Bản mà thôi, nhưng mà cho tới tới nay thì các thành viên của Hiệp hội Bonsai Nhật Bản đã được mở rộng ra trên thế giới và cái thời điểm cao điểm nhất thì số lượng thành viên của Hiệp hội Bonsai Nhật Bản đã lên tới hơn 4.000 thành viên. Và cái câu hỏi này thì nó rất là phù hợp với Bác Hana. Mm-hmm.
Khi bonsai vượt ra khỏi Nhật Bản để đến với các quốc gia trên thế giới thì tiêu chuẩn và tiêu chí chấm điểm có thay đổi thì không, và cái yếu tố khác biệt về văn hóa vùng miền địa phương thì sẽ xử lý như thế nào trong cái tiêu chí chấm điểm? Vâng, câu hỏi này rất là hay, bởi vì là như chúng ta biết là từ đầu đến giờ khi bác Hà Lan bước chân vào triển lãm, bác đều rất là ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì có những cái giống cây mà ở Nhật Bản không có, ngỡ ngàng và ngạc nhiên bởi vì hóa ra cây cảnh ở Việt Nam không giống như là trên truyền thông vẫn đưa tin về những cây thần cầu mà bác vẫn hay được nhắc tới và được biết tới ở trong truyền thông ở trên thế giới, và bác thực sự là rất là ngạc nhiên về những cái yếu tố đặc sắc của các cái giống cây của Việt Nam mà không có ở Nhật Bản. Anh lừa thì bác nhìn quá. Về các hình khối tiếp nối nhau, nó tạo ra được cái sự chuyển động trong mắt của người xem. Trước tiên là lên cái demo cho cây để cho chúng ta hình dung ra được cái định hướng về tạo tác trong cái phong cách của bonsai Nhật Bản. Thì những cây ở trước mặt chúng ta đang thấy đây, chúng ta đang thấy ở cây trước mặt là hướng mặt chính, là các bác đang xoay hướng về phía chúng ta. Theo cái sắp xếp tàn thì tàn sẽ được xếp chuyển động từ phía sau ra phía trước và tạo ra cái hình thái cúi đầu về phía trước. Chúng ta sẽ cảm nhận được bộ mặt của cây đấy, sẽ có cái xu hướng là cúi về phía trước giống như là cúi chào. Cạnh định hướng, chúng ta thấy cạnh định hướng là đây. Đây là cái định hướng. Cái định hướng nó giống như là cái bàn tay của con người. Theo cái tính động học ở cân bằng động ở trong các cái quy tắc về hình khối thì chúng ta nhìn thấy là cái tàn ở phía bên trái này nó được khép lại, và cái tàn bên phải này vươn ra, nó giống như là cái tay của người vươn ra như thế này và vào cái mặt ở phía trước. Và theo những cái hướng di chuyển từ bên trái sang bên phải thì cái cạnh định hướng đã tạo ra cái hướng di chuyển từ bên trái sang bên phải với cả cái tay cạnh định hướng như thế này. Chúng ta thấy gương mặt của cái cây là có sự hướng hơi chéo lên như thế này, và theo cái sự cân bằng động học thì chúng ta sẽ thấy cánh tay trái sẽ được khép lại, thay vì giang ra như này thì cánh tay trái được khép lại như này. Đấy, và nó tạo ra được cái tính chuyển động của cây, và chúng ta sẽ cảm nhận được cái chuyển động của cây. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Và sau đây xin mời bác Thang Lan lên chia sẻ một đôi chút về tác phẩm của mình. この盆栽はまだ樹齢的に若い、まだ樹齢的には若い、これから枝を決めていって
彫刻したり、で古さを表現していく、今からの工程となりますけど、よりもっとも針金掛けをすることによって、中に新しい目が吹きます。そういうちっちゃな目からまた作り直していくための第一歩という感じで、今日の作業となりました。Trước tiên thì hôm nay do hạn chế về thời gian với lại một số công cụ nên là tôi cũng không thể nào làm đến mức chi tiết, đặc biệt là có những cái sợi dây nhỏ nên là có thể mọi người nhìn sẽ không thấy nó mịn lắm. Và đây cũng chỉ là một trong những cái giai đoạn đầu tiên để hình thành một cái tác phẩm bonsai thôi, nên là sẽ mất rất nhiều thời gian nữa. Một số cái tay, cái tán trong này sau này nó sẽ ra trên những cái lá nữa, sẽ hình thành những cái bộ tàn nó tròn trịa, mềm mại hơn. Thì khi đấy sẽ phải, có thể là sau một thời gian nó cây hồi phục, tôi sẽ làm bước thứ hai, thậm chí có thể là năm sau nữa tôi làm bước thứ ba cho đến những cái giai đoạn hoàn thành sau cùng ấy. Thì do cái hạn chế thì hôm nay cái tác phẩm tôi sẽ dừng lại ở cái mức độ như này thôi, để cho mọi người xem được thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn. Đến phần bên Nhật Bản thì ạ, mình trang một số tác phẩm của các bạn. Và ông Hara thì có tham dự một sự kiện triển lãm và trưng bày nghệ thuật cây cảnh ngày hôm nay, và ông có cái sự ấn tượng và cũng là rất là yêu thích một cái gì rất là đặc biệt trong cái nền cây cảnh của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, và ông có lựa chọn ở đây một số các tác phẩm mà ông cảm thấy ấn tượng và yêu thích. Thì đầu tiên mời Nhu Dương ạ. Đây là cây mai chiếu thủy của Cường Trang. Cây mai chiếu thủy, thì xin mọi người một tràng vỗ tay. Bác Hà có một số ý kiến đó là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam nên bác cũng thấy rất là thú vị với lại một số cái chủng loại cái cây mà đặc thù ở khu vực Việt Nam mình mới có, đại diện cho cái thời tiết nhiệt đới ở Việt Nam mình, nên là trong đây sẽ có cả những cây lá kim và những cây lá bản cái chất rất Việt Nam mà bác đã lựa chọn trong số mọi cây đang đặt ở đây rồi. Đấy, thưa mọi người, ông đầu tiên á, đây là một cái cây có cái cây trời quá bảo ね、厳しいだけからぶら下がって一生懸命必要な枝だけを残して生き残ろうとする力強さを感じました。Bác bảo là đây là một tác phẩm rất là thú vị và lần đầu tiên bác được nhìn thấy, do bác chưa bao giờ nhìn thấy một cây ổ bonsai nào trước đây tại Nhật cả. Và nó rất là thú vị ở cái là các cái cây cảnh, sau khi nhìn tác phẩm bác thấy là những cái vẻ đẹp và những cái cảnh tốt được thành lập một cách tự nhiên, và sau đó là buông thả xuống một cách rất là mềm mại, rất là đẹp, độc đáo. Lần đầu tiên bác nhìn thấy cây ổ bonsai. で大変堂々としてぐっと構えた男性的な姿、なかなかこういう綺麗な髪がね出にくい樹脂でよくここまでまとめて作られたりとか、あともうこの流線が外れるようになれればもっとこう。Bác cũng ở đây cũng là cây bác rất là ngạc nhiên, vì là một cây dân tùng Đài Loan được làm được một người mà anh nghệ nhân trẻ tại Việt Nam làm cũng rất là khéo. Có cái là sẽ mất thêm một chút thời gian nữa thôi để nó hoàn thiện và đạt cái thẩm mỹ cao hơn nữa. Còn cái này thì ở đây là một cây rất là tốt, rất là chất lượng.
私の中でベトナムのイメージ、まさにこの木の形ですね。あまり知識がないので分かりませんけど、そのローカルグループも作られて、それこそ大変な時代をね、過ぎてきた。こういうところが盆栽のいいところです。ずっと大事にしていただきたい。Bác có nói đây là một cây mà theo bác là đại diện đặc trưng nhất cho cái bonsai Việt Nam trong chuyến đi lần này. Bác cảm nhận được vì rằng các dòng cây này ở bên Nhật là không có, nên là vẫn có nhưng mà để chơi bonsai thì là không có, nên là bác cũng rất là ngạc nhiên và nó mang cái dáng rất rất là Việt Nam, đại diện đặc trưng cho cái bonsai Việt Nam. Và nhất là bác có nghe nói là Hà Nội cũng trải qua rất là nhiều khó khăn những thời gian trước đây rồi để lưu giữ những cái tác phẩm già và tốt chất lượng như này thì thời điểm hiện tại và trong cái chuyện chăm sóc đến như này bác rất là thấy thấy khâm phục, rất là đẹp đấy. これも古い大変古い持ち込みでね、この木の特徴を活かしていただいてます。見た中でこう詰まってこれが詰まっていってる時は初めて見ました。大変よかったです。Bác cũng nói là đây cũng là một cây dòng đặc trưng của Việt Nam, tuy nhiên là nó được thu gọn và tinh giảm về cái mức độ cái size rất là nhỏ, rất lạ. Là vì là bác có chia sẻ trước đây, trước khi đến Việt Nam là bác hình dung là cây Việt Nam là toàn cây rất là to và nặng, nhiều người khiêng. Còn bác có tâm sự trước cái buổi triển lãm ngày hôm nay như thế, nhưng tuy nhiên thì hôm nay đến đây thì bác có thấy được một cái cây rất là khô nhỏ và được làm rất là khéo, lâu năm để giữ được những cái tác phẩm mà nhỏ mà vẫn đảm bảo được độ thẩm mỹ như này, rất là đẹp. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt để chúng ta vinh danh các tác phẩm của thị sĩ Vân Anh.